Khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn còn đang tiếp tục và cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 20 tháng 3 đã có chuyến thăm lịch sử đến Moscow và gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin, bất chấp những biến động quốc tế, đặc biệt là chỉ vài ngày trước khi Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã Tổng thống Putin với cáo buộc phạm tội trong chiến dịch ở Ukraine. Theo cách diễn đạt chính thức, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược trong cả ngoại giao và kinh tế. Chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc vào tuần này là để chứng minh cho quan hệ này. Kể từ khi xung đột nổ ra, với việc phương Tây đẩy mạnh các lệnh trừng phạt và hạn chế giao thiệp kinh tế cùng Nga, Bắc Kinh trở thành bên hưởng lợi chính cho việc này. Cùng lúc đó, việc bị hạn chế thị trường ở châu Âu cũng đã khiến Nga xoay trục hoàn toàn sang phía Đông. Chương trình nghị sự trong chuyến thăm Moscow của nhà lãnh đạo Trung Quốc lần này cũng sẽ bao gồm cuộc thảo luận về mối quan hệ đối tác toàn diện trong lĩnh vực kinh tế. Năm 2022 đã chứng kiến những bước nhảy vọt trong mối quan hệ kinh tế song phương với nhiều kỷ lục được xác lập trong thương mại. Nga và Trung Quốc càng ngày định vị vị trí quan trọng của mình đối với đối phương. Từ chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình, ta có thể thấy gì trong mối quan hệ kinh tế giữa Nga-Trung hiện nay? Những kỷ lục quan trọng nào đã được xác lập trong năm qua? Cụ thể là giai đoạn sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Câu chuyện thế giới hôm nay. Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, mối quan hệ đối tác toàn diện trong lĩnh vực kinh tế là một trong những chủ đề bàn bạc chính và quan trọng trong cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga vào tuần này. Nhìn lại mối quan hệ kinh tế giữa cả hai quốc gia trong năm 2022 vừa qua, thì có thể nói Nga và Trung Quốc đang ngày càng xác lập một mối quan hệ ngày càng mật thiết và gắn kết cùng nhau. Trong phần đầu của chương trình, hãy cùng theo dõi tỷ trọng thương mại song phương giữa Nga-Trung đã xác lập mức kỷ lục như thế nào. Năm 2022, thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc lập kỷ lục gần 190 tỷ đô la Mỹ, trong khi mức trước đó là 147 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Điều này phần lớn là do giá hàng hóa của Nga đã tăng đáng kể vào năm ngoái, gần 3/4 tương đương 85 tỷ đô la Mỹ tổng giá trị nhập khẩu từ Nga của Trung Quốc là các mặt hàng nhiên liệu khoáng sản, chẳng hạn như dầu mỏ, khí đốt, than đá. Ví dụ, giá nguồn cung dầu thô tính đã tăng 44% từ 40,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 lên 58,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Sự gia tăng giá cả đối với nguồn cung năng lượng từ Nga xảy ra bất chấp thông tin từ các nhà cung cấp rằng dầu Urals của Nga đang có giá thấp hơn so với dầu Brent do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt. Trên thực tế, theo một bài báo khoa học xuất bản vào tháng 2, ông Oleg Iskhoki, giáo sư kinh tế tại Đại học California, và bà Elena Rybakova, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Bruegel, cũng như những chuyên gia khác đã nói rằng dầu của Nga được vận chuyển đến Trung Quốc qua đường ống và đường biển từ cảng Kozhimno ở Thái Bình Dương có giá khoảng 20 đô la Mỹ một thùng vào cuối năm 2022, đắt hơn so với dầu rời các cảng Baltic và Biển Đen, và hầu như không giảm giá so với dầu Brent. Việc giao hàng hóa Trung Quốc sang Nga vào năm 2022 cũng lập kỷ lục mới, cụ thể đã đạt mức 76 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 13% vào năm 2021. Ông Aika Kohonen, giám đốc Viện Kinh tế chuyển đổi tại Ngân hàng Phần Lan cho biết, về mặt nhập khẩu, Nga hiện là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào Trung Quốc. Theo dữ liệu được công bố gần đây từ Cơ quan Hải quan Liên bang Nga, tổng nhập khẩu hàng hóa từ tất cả các quốc gia vào Nga trong năm 2022 lên tới 259 tỷ đô la. Tỷ trọng trung bình hàng năm về mức nhập khẩu của Nga từ Trung Quốc đã đạt khoảng 30 tỷ đô la. Trong cơ cấu xuất khẩu của Nga, tỷ trọng đã tăng lên 19-20% so với năm 2021 là 14%. Đối với Trung Quốc, nhà xuất khẩu số 1 thế giới kể từ năm 2009, thương mại với Nga mang định lượng nhỏ hơn nhiều. Vào cuối năm 2022, Nga chiếm khoảng 2% tổng số hàng hóa giao ra nước ngoài của Trung Quốc và 3% tổng thương mại của Trung Quốc với tất cả các nước. Trong bài viết do chính Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp bút được đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật Báo vào đêm trước chuyến thăm tới Moscow của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông đã nói rằng vào cuối năm 2022, thương mại song phương vốn đã vững chắc đã tăng gấp đôi và đạt 185 tỷ đô la Mỹ. Đây là một kỷ lục mới. Và chúng tôi có mọi lý do để tin rằng mức 200 tỷ đô la mà chúng tôi đặt ra với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đạt được ngay trong năm nay, chứ không phải chờ đến năm 2024. Đồng thời, điều quan trọng là tỷ lệ thanh toán bằng tiền quốc gia trong thương mại giữa hai bên đang ngày càng tăng.
mối quan hệ của chúng ta ngày càng trở nên độc lập hơn. Nhà lãnh đạo Nga đã nhấn mạnh những điều này trong bài viết mang tên Nga và Trung Quốc, quan hệ đối tác hướng tới tương lai của mình. Theo nhà phân tích kinh tế Dmitry Plekhanov thuộc tổ chức ICSI, động lực chính của thương mại Nga-Trung vẫn là nguồn cung các sản phẩm từ lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng. Chuyên gia này cho biết, trong 5 năm qua, nguồn cung hàng hóa của Nga sang Trung Quốc đã tăng hơn 90%, mức nhập khẩu từ Trung Quốc là khoảng 60%. Đồng thời, theo thống kê của Hải quan Trung Quốc năm 2022, tỷ trọng khoáng sản trong tổng nguồn cung các sản phẩm của Nga sang Trung Quốc đạt 78%, tăng 5% so với năm ngoái. Ông nói thêm rằng, tầm quan trọng tiếp theo là việc cung cấp các sản phẩm thực phẩm, chế biến gỗ và luyện kim cho thị trường Trung Quốc. Mỗi loại sản phẩm này đã chiếm từ 5 đến 7% kim ngạch xuất khẩu của Nga trong những năm gần đây. Năm vừa qua đã đánh dấu sự gia tăng đáng kể nguồn cung các sản phẩm công nghiệp hóa chất, cụ thể là ở mức 62,7%, tăng lên 15,8% so với năm 2021. Ở vị trí kế tiếp là nguồn cung cấp quần áo và giày dép chiếm khoảng 10% trong tổng số. Ông Artem Diev, trưởng bộ phận phân tích tại tổ chức A-Markets, nhận xét về tình hình. Do chương trình nhập khẩu song song, hầu hết các lĩnh vực đều chứng kiến sự tăng trưởng, phạm vi đã được mở rộng đáng kể, có khả năng đến cuối năm 2023, kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia sẽ vượt quá 200 tỷ đô la Mỹ. Boris Pivova, giảng viên cao cấp tại khoa quản lý quy trình kinh doanh, khoa công nghệ thị trường thuộc IOM Pranepa, cũng tin rằng thương mại Nga-Trung sẽ đạt được 200 tỷ đô la trong năm nay. Ông Pivova cho biết, cho đến nay, xuất khẩu dầu khí của Nga vẫn đang chiếm ưu thế. Điều này được quyết định bởi mức giá trần được đặt ra ở châu Âu và Mỹ, cũng như việc Nga đang tìm kiếm thị trường mới. Trung Quốc đã biết cách nắm bắt thời cơ và tích cực mua hàng hóa của Nga. Tôi nghĩ rằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga, nhập khẩu cũng sẽ bắt đầu tăng lên. Cùng lúc đó, theo ông Alexander Kanoben, Giám đốc Viện Kinh tế và Tài chính Thế giới thuộc Học viện Ngoại thương Nga, động lực xuất khẩu tiếp theo sẽ không chỉ được quyết định bởi giá năng lượng thế giới mà còn bởi tính hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề hậu cần liên quan đến việc chuyển hướng nguyên liệu thô của Nga khỏi thị trường châu Âu. Nếu không có các khuyết điểm hậu cần, tốc độ tăng giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc sang Nga có thể cao hơn 13%. Ông Kadoben nói, thứ gây cản trở nhiều nhất có lẽ là hạn chế hậu cần. Trước đây, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phần lớn đến Nga thông qua các cảng biển ở khu vực nằm bên phần châu Âu của Nga. Nhưng hiện tại, việc hạn chế nhập cảnh vào các cảng của các nước châu Âu và các vấn đề về bảo hiểm đã làm phức tạp thêm việc sử dụng tuyến đường cung cấp này. Đồng thời, cơ sở hạ tầng đường sắt của khu vực châu Á của Nga phần lớn đều đã bị quá tải. Về vấn đề này, cần phải tận dụng và sử dụng nghiêm túc tuyến đường sắt xuyên Siberia và BAM để đảm bảo cho việc vận chuyển những hàng hóa quan trọng nhất, không chỉ về mặt hàng nhập khẩu mà còn cả hàng xuất khẩu. Đối với vấn đề hậu cần giao thông, Tổng thống Putin nhấn mạnh trong bài viết chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Liên bang Nga và Trung Quốc đang xây dựng những cây cầu nối theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Năm ngoái, các khu vực biên giới của hai bên đã được kết nối bằng hai cây cầu bắc qua sông Amur, từ lâu đã trở thành dòng sông của tình bạn giữa sóng gió trên hành tinh. Nga-Trung đã hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và kề vai sát cánh như đá giữa dòng nước xiết. Cả hai đã phối hợp hiệu quả các quan điểm trong chính sách đối ngoại của mình, chống lại các mối đe dọa chung và ứng phó với những thách thức hiện đại. Theo ông, Nga-Trung có một mục tiêu là kết hợp việc xây dựng Liên minh Kinh tế Á-Âu của Nga với sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Về hợp tác cung cấp năng lượng cho Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga gọi đường ống dẫn khí Power of Siberia là thỏa thuận của thế kỷ. Theo ông Artem Diev, việc xây dựng đường ống dẫn khí chính thứ hai là thực sự cần thiết. Ông cho biết đường ống Siberia 2 đang ở giai đoạn thiết kế. Việc khởi động dự án như vậy trong vài năm tới sẽ cho phép tăng khối lượng cung cấp khí đốt qua đường ống từ Nga sang Trung Quốc ít nhất gấp đôi. Điều này sẽ có khả năng thay thế phần lớn lượng khí đốt xuất khẩu sang EU. Bên cạnh đó, có một khía cạnh quan trọng khác mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến trong bài viết trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, đó là Nga và Trung Quốc đang dùng tiền tệ quốc gia để thanh toán và giao dịch với nhau, đẩy mạnh nguồn lực của đồng rúp và nhân dân tệ trong bối cảnh ngày càng xa rời với đồng đô la của Mỹ. Vào năm 2022, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã gia tăng đáng kể vai trò của mình đối với nền kinh tế Nga, vốn đang phải đối mặt với những hạn chế từ Mỹ và EU trong các giao dịch ngoại hối. Ví dụ, theo Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong thanh toán ngoại thương đối với hàng xuất khẩu đã tăng lên 16% và đối với hàng nhập khẩu là 23%. Tính đến ngày 1 tháng 3, tài sản bằng đồng nhân dân tệ hiện chiếm một nửa tổng thanh khoản của Quỹ Phúc lợi Quốc gia của Nga, tương đương 3,2 nghìn tỷ rúp trong tổng số 6,4 nghìn tỷ rúp.
khối lượng giao dịch hàng tháng bằng tiền Trung Quốc trên sàn giao dịch Moscow tăng gấp 10 lần. Các nhà phân tích nói rằng đồng nhân dân tệ phần lớn đã là đồng tiền dự trữ của Nga, cho biết rằng hiện tại nhân dân tệ đang đóng một vai trò ổn định đối với Nga vì thông qua nhân dân tệ, Nga có thể áp dụng quy tắc tài khóa đã bị ảnh hưởng sau lệnh trừng phạt vào tháng 3 năm 2022. Từ đầu năm 2023, Bộ Tài chính Nga đã nối lại hoạt động trên thị trường ngoại hối thông qua đồng nhân dân tệ. Ông Artem Diev giải thích, các khoản thanh toán chủ yếu sử dụng đồng tiền quốc gia của hai nước vì đây cũng là một biện pháp bảo vệ trước các lệnh trừng phạt có thể có từ Mỹ và EU. Ông Diev cho biết, tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong kim ngạch ngoại thương của Liên bang Nga đã lần đầu tiên vượt quá đô la. Đây là một sự kiện quan trọng đối với hai quốc gia, thể hiện sự tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế chung. Bà Elena Yegorycheva, tiến sĩ, chuyên gia tại khoa kinh tế thuộc Đại học Brand của Nga cho biết, điều đáng chú ý là các khoản thanh toán khí đốt từ Nga sang Trung Quốc vào năm 2022 được thực hiện bằng đồng tiền quốc gia trên cơ sở ngang giá giữa đồng rúp và nhân dân tệ, góp phần phát triển tương tác ngoại hối giữa các quốc gia. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, tỷ trọng của đồng rúp trong thanh toán xuất khẩu đã tăng từ đầu năm 2022 từ 12% lên 34% vào cuối năm, trong khi thanh toán nhập khẩu ngược lại giảm từ 29 xuống 27%. Tỷ trọng của đồng nhân dân tệ cũng tăng trong cả tính toán về xuất khẩu và nhập khẩu, lần lượt từ 0,5 lên 12% và từ 4 lên 23%. Cổ phiếu của các loại tiền tệ khác của các quốc gia thân thiện chỉ chiếm 4%. Bà Yegorycheva lưu ý, vào năm 2022, khối lượng giao dịch nhân dân tệ trên sàn giao dịch Moscow đã tăng gần 40 lần. Điều này cũng là do các hạn chế đối với giao dịch bằng đồng đô la và đồng euro do Ngân hàng Trung ương đưa ra vào mùa xuân năm 2022. Tiền Trung Quốc, mặc dù là tiền điện tử, nhưng có thể trở thành nguyên mẫu cho đồng rúp kỹ thuật số trong nước. Ông Artem Diev cho biết, thông qua dòng tài sản tài chính kỹ thuật số, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã và đang nghiên cứu kinh nghiệm về đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Dự án này đã được thực hiện ở Trung Quốc trong một thời gian dài, nhằm phục vụ cho việc theo đuổi trong dự án thử nghiệm đồng rúp kỹ thuật số của Nga, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Đồng nhân dân tệ trong các công ty quốc tế của Nga sẽ tiếp tục tăng, bởi vì đồng nhân dân tệ không chỉ là tiền tệ cho các công ty Nga chung mà còn cho các công ty của Nga với các nước khác. Tuy nhiên, bản thân Trung Quốc dường như vẫn chưa sẵn sàng để đưa đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu. Điều này sẽ thu hẹp khả năng vay đồng nhân dân tệ, mặc dù các công ty Nga có nhu cầu về nó. Các nhà phân tích cho biết, dường như cần phải có những điều kiện tiên quyết để giao dịch bằng đồng nhân dân tệ với các quốc gia khác và bản thân các quốc gia châu Á khác không phải lúc nào cũng sẵn sàng giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Họ vẫn thích giao dịch với Nga và các nước khác bằng đồng đô la Mỹ hoặc euro. Bên cạnh tiền tệ và thương mại, Nga và Trung Quốc hiện nay cũng tăng cường triển khai các dự án ở những lĩnh vực quan trọng mà cả hai quốc gia đều ưu tiên, chẳng hạn như công nghiệp hạt nhân, không gian vũ trụ, công nghệ mới và nông nghiệp. Một điểm khác mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong bài viết của mình rằng, với sự tham gia của các chuyên gia Nga, các tổ máy điện hạt nhân mới đang được xây dựng ở Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc đang tích cực tham gia vào các dự án khí tự nhiên hóa lỏng, hợp tác công nghiệp và nông nghiệp cũng đang được tăng cường. Chúng tôi đang cùng nhau khám phá không gian vũ trụ, phát triển các công nghệ mới. Ông Diev lưu ý, trong cùng một lĩnh vực nông nghiệp, công việc đang được thực hiện theo nhiều hướng cùng một lúc. Nhiều dự án đang được thực hiện trong khu liên hợp công nông nghiệp. Nga cần phải có được thiết bị nông nghiệp hiện đại, bao gồm cả đến từ Trung Quốc. Ở vùng Viễn Đông và phía Nam của Nga đang phát triển các dự án trồng các loại cây trồng truyền thống của Trung Quốc như lúa gạo, đậu nành. Các doanh nghiệp nông nghiệp Nga cũng sử dụng kinh nghiệm của Trung Quốc để trồng các loại cây này. Nhu cầu đối với những sản phẩm này ở Trung Quốc rất cao, nhưng trước hết, vấn đề an ninh lương thực của Nga cần phải được giải quyết. Trong bài viết của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trước chuyến thăm Moscow được đăng tải trên hãng thông tấn RIA Novosti, cả hai quốc gia cũng đang ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực công nghệ. Chủ tịch Tập Cận Bình viết, Trung Quốc đã định vị mình là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 13 năm liên tiếp. Khối lượng đầu tư lẫn nhau giữa hai nước vẫn tiếp tục tăng. Một số dự án hợp tác có ý nghĩa chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, vũ trụ, hàng không và kết nối giao thông đang được triển khai thành công. Hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới khoa học và công nghệ và thương mại điện tử xuyên biên giới cũng đang duy trì tính năng động cao. Quan hệ đối tác liên khu vực đang nhanh chóng đạt được động lực. Tất cả những điều này không chỉ mang lại lợi ích thực sự cho người dân bình thường, mà còn tạo động lực vô tận cho sự phát triển của cả hai nước. Thưa quý vị, những tiềm lực kinh tế mà cả Bắc Kinh và Moscow đều nhận thấy, cũng như mức độ tương đồng giữa các kế hoạch phát triển của hai cường quốc đều đã và đang được các nhà lãnh đạo thảo luận trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Khó có thể nghi ngờ rằng việc đối mặt các vấn đề về lợi ích có đi có lại trong thương mại và đầu tư luôn là việc khó khăn. Nhưng trong mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ở giai đoạn này thì mọi thứ có lẽ đều sẽ được giải quyết. Bằng chứng là mức độ cũng như các biện pháp hợp tác kinh tế vốn đã mang lại những nguồn lợi to lớn cho cả hai quốc gia trong khoảng thời gian vừa qua. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.